mái chậu xà lách nhỏ nhỏ xinh xinh của Dung hôm nay nó nở bung ra hết luôn nè cô chú anh chị và các bạn ơi. Cứ mỗi chậu là Dung trồng một bụi á, nó nở ra bung đẹp quá luôn ha. Hello Dung, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Dung ra vườn, Dung hái ít bàn tơi vào, rồi ở trong nhà Dung có mấy món vừa nhà nữa. Dung làm một bữa cơm vừa nhà, Dung mời cô chú anh chị và các bạn nha. Dung cầm cái rổ này, Dung hái đầy cái rổ này luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mấy trái hồng bắt đầu bữa nay nó hơi chín chín rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Chắc cũng vài tuần nữa rồi bắt đầu mình đi hái. Có ánh nắng nó chói chói này. Vườn rau nhỏ nhỏ xinh xinh của Dung này cô chú anh chị và các bạn. Bên này là xà lách này, Dung còn nhiều bắt đầu đã lớn lên rồi nè. Này mau nó lớn lên xong rồi Dung bứng ra Dung trồng tiếp nữa cô chú anh chị và các bạn. Hai rau bàn tơi đây, trồng được hai chậu bàn tơi này cô chú anh chị và các bạn. Lá nào lá nói nó lên này, bự ơi là bự luôn này. Hái vào mình nấu canh liền là ngon lắm này. Còn ở bên này này mấy chậu cải cúc, cải đỏ nhật đồ là Dung gieo trong chậu hết. Chứ ở chỗ Dung á bắt đầu đó hơi lạnh á là Dung bưng vào cho nó dở. Còn bên đây là cải bị xanh bắt đầu cũng lớn lên luôn này. Dung trồng hai chậu này và nó cao ơi là cao này. Và Dung trồng cái gì á sao nó lên cũng cao mê luôn này. Dung hái nè, lá tươi non rạo rạo. Quá trời non luôn ha. Bắt đầu nó ra bông ra là trái ra hột rồi, mình để dành để nó rụng xuống nó mọc nữa. Mận tơi này là mận tơi Nhật á cô chú anh chị và các bạn. Ăn nấu canh ăn nó ngọt lắm. Hai một rổ này là vô nấu mê luôn. Hai mấy cái lá, hai mấy cái lá bự bự này. Lên cao này, lên cao và mấy cái lá nó bự quá, mình hái mấy lá bự trước. Còn cái lá này cô chú chị các bạn, lá bự non luôn. Mình tơi mình vào mình nấu canh như tôm khô, tôm tươi gì cũng ngon hết. Rau gì á mình hái vào mình nấu liền á là nó còn vitamin C á là mình ăn nó ngọt lắm. Ở trong nhà là Dung có mướp nữa, Dung có mướp nữa, Dung nấu chung như mướp. Bỏ vào một rổ luôn này cô chú anh chị và các bạn. Non ngọt ngon lắm này. Đứng ngồi hái luôn, hái mê luôn cô chú anh chị và các bạn ơi. Rồi, được một rổ này, mơ quá luôn này. Cây ớt này là ớt nghiến á cô chú anh chị và các bạn. Mình trồng cho nó đẹp, như mình ăn á nó ngọt. Nhìn cái trái này dễ thương quá cô chú anh chị và các bạn ơi, mà mình ăn á nó ngọt lắm. Dung hái một cái Dung ăn này nha. Ngọt. Ngọt lắm mà có hột đồ nhiều lắm này. Để Dung lấy cái hột á mình trồng thêm ra nữa. Ngọt thanh dịu dịu rồi. Còn bên này là ớt lòng đèn này, hôm bữa Dung hái nhiều lắm rồi đó. Mà bây giờ nó ra cũng quá trời luôn á cô chú anh chị các bạn ơi. Dung thích trồng cái ớt này á, mình là tại Dung ăn không có cay. Thành lại Dung trồng cái ớt này mình làm nước mắm, ớt tối mình bỏ vô cái màu á cho nó đẹp. Rồi qua bên đây mình hái hai cái ớt cay cay. Ớt quá trời ớt luôn nè. Hái hai cái thôi. Còn ở trong này nữa này cô chú chị các bạn ơi, bưởi ớt này nè quá trời dễ thương luôn nè. Ớt này cũng không có cay nhiều,
cây dừa thôi. Dạ. Còn anh này là ớt nhĩ thiên này, cay dữ lắm, thơm mà cay dữ lắm này. Rau mồng tơi á, Dung cũng mới hái vào rửa sạch sẽ hết rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay á, là Dung nấu canh rau mồng tơi có thêm hai cái mướp nữa, rồi là Dung nấu với là tôm, chút xíu nữa là Dung lột vỏ ra, Dung bằm, Dung nấu với mồng tơi với hai cái mướp với cái tôm này ngọt ngon lắm nè. Rồi bên này có một món nữa là cà pháo mắm tôm. Cà pháo mắm tôm, loại mắm tôm này á ăn vừa thơm mà ngon lắm, nó không có mặn nhiều á cô chú anh chị và các bạn. Dung có là ớt này, Dung cũng mới hái vào nè, ớt, tỏi, sả, rồi có chanh nè, rồi có đường nữa nè. Hôm nay á, Dung làm hai món này á không có dầu mỡ, đơn giản mà ngon lắm cô chú anh chị và các bạn ơi. Tôm á Dung cũng bằm sẵn ra rồi nè cô chú anh chị và các bạn. Dung ướp trước khi Dung nấu canh mồng tơi với mướp. Dung bỏ vào chút xíu hành này đó, rồi là chút xíu bột nêm gà, chút xíu muối, rồi là chút xíu tiêu nữa đó. Tại bột nêm gà là nó nguồn đầy đủ chất ngọt ở trong này nhé, thành Dung không có dùng bột ngọt đó. Rồi là mình đỡ qua một bên, rồi Dung gắt mướp ra này, mướp cũng non ghê luôn chứ. Thường là Dung cứ hay nói là rau đồ ở Mỹ nó mắc hơn thịt á, mà đúng đó cô chú anh chị các bạn ơi. Hai cái mướp này là hơn 4 đô, 4 đô á. Rồi là còn nhiều gà này á là gần 7 đô. Bắt hai cô chú chị và các bạn. Đó, bắt không thịt đó. Nhưng mà 7 đồng là mình mua thịt gà nhiều lắm. Nhưng mà mình ăn rau á nó tốt đó, tốt cho sức khỏe. Hai cái món này á Dung làm đơn giản nhưng mà ăn ngon lắm cô chú chị các bạn ơi. Đó, hai cái mướp á. Còn mồng tơi này, mồng tơi hái ở nhà vào. Dung cắt nhỏ nhỏ ra, cắt nhỏ nhỏ này, hái dừa hái dào nấu ăn ngọt mê luôn. Giờ Dung cắt gà pháo này cô chú chị các bạn, Dung cho vào chút xíu muối vào với theo nước cho nó, mình cắt cho nó khỏi bị đen cái gà đó. Ép cục cục nữa ăn cho nó chấm vô cái miếng mắm tôm ăn cho nó ngon. Có cái còn non, có cái còn già. Cà pháo này Dung mua ở chợ trời á là còn non lắm này đó. Cái còn mình mua mấy siêu thị là nó cũng không có non bằng ở chợ trời đâu. Còn non ngon quá trời luôn. Mình cắt lát lát vậy nhé. Mình chấm vô cái mắm tôm hết ý luôn. Dung cắt hai kiểu, muốn ăn kiểu nào thì ăn đó, bỏ vào nước muối liền cho nó trắng lên miếng gà. Dung cho 2 muỗng mắm tôm. Mắm tôm này vừa thơm mà nó không có mặn nhiều bằng mắm ruốc cô chú anh chị các bạn ơi. Mắm tôm này hiệu này thơm ngon lắm đó. Ớt, tỏi, sả Dung bầm sẵn ra hết rồi này. Ớt này không có cay nha, Dung thích bỏ này nó nhiều vô. Đó, rồi là Dung bỏ đường vào. Dung thích nó hơi ngọt ngọt, Dung bỏ 2 muỗng đường vào. Đó. Rồi trộn đều lên, xong rồi á nặn chanh vào luôn. Nặn chanh luôn, chanh nó vừa thơm rồi á nó làm giảm đi cái độ mặn nữa luôn á cô chú anh chị các bạn. Rồi có một nhé mắm tôm thơm hết ý luôn, wow, bay mùi thơm quá luôn. Rồi xong nước nó sôi rồi, bây giờ là Dung bỏ tôm vào này cô chú anh chị các bạn ơi. Đó, Dung bỏ tôm vào rồi, bỏ tôm vào xong rồi bỏ mướp vào luôn. Nhung nấu hôm nay là không có dầu mỡ gì hết nha. Món ăn ngon thanh đạm.
không có nhà bữa gì hết. Đó, canh nó sôi lên trở lại rồi á là Dung bỏ mồng tươi vào cô chú anh chị các bạn. Mồng tươi bỏ vào là mình nếm lại chút xíu nữa là mình tắt bếp được rồi. Mồng tươi bỏ vô là nó nhanh chín lắm. Với rau Dung cũng mới hái vào á là nó nhanh chín lắm. Mồng tươi mà mình đỡ nó sôi lâu á là nó ra mù, nó không có xanh. Đó. Rồi Dung nêm chút xíu bột nêm nữa, chút xíu bột nêm gà nữa là ngon hết ý luôn. Rồi là Dung tắt bếp. Wow, ngọt ngon quá. Bên này là cái son khoai lang, nồi khoai lang Dung cũng hấp vừa chín luôn, gấp ra luôn. Dung mời cô chú anh chị và các bạn nha, khoai lang tím. Wow, hôm nay là bữa cơm rất là đơn giản luôn này, đậm chất quê nhà. Bữa cơm quê Dung đã làm xong rồi này cô chú anh chị và các bạn. Gà pháo chấm bóng tôm, quá ngon. Rồi là một tô canh mồng tơi với mướp, với nấu với tôm này cô chú anh chị các bạn. Rồi là thêm một dĩa khoai lang ăn tráng miệng nữa. Đó, giờ là Dung sửa soạn, Dung mời cô chú anh chị và các bạn thưởng thức nha. Qua mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm cùng với gia đình của Dung nha. Món quê nhà mà ngon lắm cô chú anh chị các bạn ơi. Hôm nay là không dầu mỡ vậy đó. Không dầu quá rồi. Mời cả nhà. Gà pháo móng niêm, bóng tôm, sorry. Bóng tôm, ngon hơn bóng ruốc, bóng tôm thơm lắm. Wow, dạ. Quá ngon. Lâu lâu lại làm miệng ăn ngon á. Lâu lâu ăn sáng bữa. Biết sao sao không? Sao? Mới mất tiền, sao không khác là nãy đi dùng mất tiền không? Đúng rồi, mất không thịt luôn á, cô chú anh chị các bạn. Mất sao, với lừa dỗm rồi sao? Dạ, ai nói là dỗm? Ai nói là hổ sang. Quá ngon. Mất, còn mất tiền rồi, cái hàng đồ sang. Ngọt quá. 7 đô la này, 7 đô la dùng cách được gì ở này nè, cô chú anh chị các bạn. Ăn một bữa cho nó đã. Hầu như bảy đô là mình nói chuyện việc là như sao? Bảy đô là chắc một 140 hả ba? Tiền ngàn hả? Tiền ngàn như vậy hay gì nè? Ai mua? Mua bếp. Nói vậy nhưng mà 140 ngàn thì rất nhiều cảm á, bảo là quá trời ngon luôn. Mua à? Hồi năm vừa rồi Dung về Việt Nam Dung ăn cà pháo món tôm á, ăn mà ghi mê luôn á. Nãy tình ăn được luôn á, tình ăn thử á. Việt Nam hả? Rồi. Anh nhà khách sạn. Nghe không? Có cái mướp. Rồi, món tôm ngon quá luôn. Có cái mướp. Dạ. Nhưng mời canh mướp luôn. Canh mồng tơi nấu với mướp với tôm là hết ý luôn. Quá tuyệt vời luôn, một bữa cơm không dầu mỡ. Cái này kêu là mà quá ngon. Cái này kêu là đâu mồng tơi hay màng tơi, cái này đúng mồng tơi, em mồng tơi thôi. Mồng tùy tùy theo mình gọi, tùy người mỗi dùng thôi. Cái mồng còn được, màng còn được, mồng có đúng không? Nhanh mồng tơi à, mồng tơi chứ không phải là màng tơi. Mồng giống như mồng một, mồng hai, mồng ba, mồng bốn, mồng năm á. Mồng mồng sao cái tơi vậy? Cái cũng lạ như mồng thêm tơi vậy đấy mà. Nhì hồi hát cái ban nhạc vậy khổ gì tới mùng tơi. Áo lắm khổ mùng tơi. Có ban nhạc hả? Có chưa nghe. Thành chết rồi. Ngon quá ha. Ngọt thơm. Mùng tơi bỏ vô là mình tắt liền. Xanh ơi là xanh âm luôn. Mùng tơi ngon rồi không? Quá ngon rồi. Mùng tơi đã. Dạ. Đặc sản không à? Nhớ mình đã. Món đặc sản ở bên Mỹ á cô chú anh chị và các bạn ơi. Dung bảo đảm chắc chắn là ở nhà hàng không có nha. Nó một cái hả? Chắc nghĩ vô nhà hàng mình kêu hai món này không có đâu á. Tiền nhà hàng người quê chắc có à. Ngon quá. Ê, ai bán? Wow. Quá ngon, quá ngon. Cái canh này bỏ có cỏ giả muối ớt ngon. Nghe canh là giả muối ớt hả? Giả muối ớt chấm này ngon lắm hả? Ồ. Giống như canh tập tàn hả? Đúng rồi, thì canh tập tàn mình giả muối ớt nhớ. Anh Nam anh cha nước nhiều vô nhớ canh. Canh nửa ớt ngon vô, nó rau mà. Canh rau mà.
Bước thì nó nấm. Yeah. Còn một dĩa khoai lang tím nữa nè. Dung mời cô chú anh chị và các bạn nha. Một dĩa khoai lang này. Đang còn cho mấy anh chị. Đó, thì Dung mời nha. Quảng cáo hả? À, quảng cáo luôn. Khoai lang tím này cô chú anh chị các bạn ơi, ngọt ngon lắm này. Trái là trái lá mơ luôn. Em thử miếng rồi. Rồi, wow, ngon quá. Cái bột tím đẹp luôn. Khoai lang này á, cái màu đẹp nhưng mà nó không có ngọt này lắm. Nó không có ngọt bằng cái khoai lang tím mà cái vỏ bên ngoài á, là màu trắng là nó ngọt hơn. Chính là tím cái củ của vừa rồi. Không phải cái này, cái này nhung thấy lạ, lạ đẹp báo nhiều để ba đồng mới một phao á. Mà cái này không, cái này mềm mại ngon nhưng mà không có độ ngọt á, cô chú anh chị các bạn. Độ ngọt nó không ngon. Thường mình mua củ bự ha. Củ bự mình cái vỏ nó màu trắng. Còn cái này cái vỏ màu tím anh làm được. Dạ, cái vỏ màu tím. Nhìn thấy đẹp lắm, nó bói về thấy tươi quá ngon biết không? Không ngọt bằng khoai lang, mà khoai lang cái ruột vàng giống thì bên Việt Nam mình đó. Là nó ngon hơn. Dạ. Khoai lang năm thứ rồi. Nó không ngọt nhiều. Thử rồi, nó không có ngọt này lắm. Mà cái màu đẹp ha. Không ngọt. Không ngọt. Nhìn đẹp nhưng mà ăn không ngọt. Mình có mua khoai lang tím mà như vỏ màu trắng á là nó ngon, ngon hơn đó. Không, bé là cái màu quá trời đẹp luôn luôn. Dạ. Yeah. Loại mới này, loại mới mới về. Dạ. Thử mà thử không được. Mình nghe cái thứ cái là ngon mình mua nhá. Đó, gà pháo chấm bông liên vàng hết ý luôn ha. Anh mà quên đường về luôn á. Tỏi, ớt, xả, đường, nạnh chanh vô, mắm tôm nữa. Thơm ngon ơi là ngon luôn á. Quá ngon luôn ha. Dung cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Dung. Hôm nay một bữa cơm quê thật là đơn giản. Ngon lắm cô chú anh chị và các bạn. Dung mến chúc cô chú anh chị và các bạn học nhiều sức khỏe, vui vẻ. Thank you and see you again. Bye bye.